Hạnh Lê Úc Châu xin kính chào các cô chú anh chị và các bạn ạ. Hôm nay Hạnh Lê mời các cô chú anh chị và các bạn cùng dự tiệc với gia đình nhỏ của Hạnh Lê nhé. Còn cháu hoa. Sum họp gia đình. Cái này chắc phải kêu Hạnh Lê đặt một miếng dầu quanh với mấy cái tỏi cho nó được. Quét quét lên phải không? Quét lên sợ ngọn nó giật. Nó giật. Trời cũng quay vô đây thấy cũng giống ở ngoài mình đi tiệm mà mình ở trên lầu á anh Lê. Lý tưởng má. Mày vẫn nhớ không? Nhớ lúc đó thôi. À thì cũng được rồi. Để đó đi chú Hai đưa cho em để em nói ăn không rồi. Ủa là tụi con ăn luôn đi. Ngồi vui đi con. Hả? Ờ ngồi cho trên bàn cho. Tiếp tục đồ ăn nha các bạn, đây nhìn nó chào.
muốn tay cô cho nó đẹp quá. Cái gì đây là tay cao quẩy quá. Rồi tay tay giờ bây giờ lạnh luôn. Nó lạnh sẵn rồi đó, không lạ nó lạnh không. Cái gì cái là đen mà beo đen luôn, kẻ hơi áp lạnh. Ê, tay giờ nó hơi nặng độ quá. Mình cái này để già, không sáng. Mình lột da cái này để già. Còn cái lâu còn cái lâu cô đỏ kia không? Còn bên kia cái này để tôi uống nè. Cô này con gì ngon có gì ta ngon. Cô cá chốt. Đi chưa đi lên ăn thịt chuột chưa? Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Bả nói dạ ăn thịt chuột. Bả thấy mình dễ họ. Bả nói dạ ăn. Khoái này nó ăn gì chắc ăn coi. Quay này là nó bực, nó bực dữ lắm. Nó mê cái này nè. Cái nào? Ốc len. Nó còn nói ốc len xào dừa nữa. Rồi, ốc len xào dừa đó. À, đó chị Tiên làm cho nó đó. Với dộp nướng mỡ hành với đậu phộng. Ở bển nó ốc len hả? Trời ơi, nó cái gì có? Không, nó nhập qua, nhập đông đá có bên lớn đó nè. Ốc len ở Úc hả? Con nào con nấy bằng cái ngón chân mình vậy. Nó dày nó không mỏng như vậy, nó dày nó cứng như đá vậy đó. Cứng cái cây mà cái dao chặt thịt á là trời ơi, mình dữ vậy. Là mình chặt là mẻ cái dao chứ cái dao dữ vậy. Dạ kia ổng chặt mà không, nhiều lắm quá chứ chửi luôn mình đã xong tới. Là không có ốc len nữa nha. Nhiều lắm mà nó bự quá, chắc như là không ai ăn đó, nó lâu đời quá đó. Trời ơi, ốc len hay là có gì là mình phải để cho lâu lâu làm sao. Nhiều lắm chứ không ai ăn hết trơn á. Nhưng mà nó không phải mềm như gì mà nó cái vỏ nó cứng. Chắc là hướng cái dao có lỗ rộng bà ngoại hưởng ứng cũng nhiệt tình quá à. Được á, không gà bà ngoại vui, ngoại ăn được. Ăn được, ngủ được. Té cho ông đậu ra đậu gì á. Ba xong kêu ba lên luôn, còn thiếu có ba à. Trong rồi đậu quay, quay lên là thiếu. Quay lên thiếu ba. Thứ năm này chị Trang rủ đi qua Kiên Giang chơi. Em đi sáng đi chiều về nhưng mà chị Trang còn ở lại với chị Sáng. Không, Trang cũng về với mấy bạn luôn. Về xong rồi quỳ qua sớm à. Đi vậy hay quá, đi xe giỏi quá ha. Đó bởi vậy mà. Thôi anh lại luôn đi. Mai vậy anh em đừng về thì đi nữa hả? À, nếu mà anh Diệm về thì về luôn thì chờ anh Diệm về ok. Tại vì không lẽ đi rồi bỏ tao nó lại. Được mình con trai. Mình đi có mình đó nè. Trời ơi đi rồi lên tỉnh nó lạ. Lên thành phố Phnom Penh rồi nó lạ. Mình đi kiếm bả mà gặp một người nói chuyện tiếng Việt rất là mừng. À đi xa xa. Ừ, rất là mừng, chạy là hỏi thăm nói chuyện người ta thì nói người ta ta mới chỉ. Ta chỉ là cái người ở Cà Mau lên đây là qua chợ đó là chạy giải á. Ta chỉ mình lội tới chợ giải mới gặp nó bả. Lên bia nè. Kệ chị Trang lên. Chị Trang. Rồi. Phải ngồi kế mẹ mới chịu nha. Quang hô ba, quang hô ba. Tưởng ba mệt ba không lên được chứ. Ba ngồi cái mẹ đi. Đó, phải đầy đủ mặt mới được chứ. Chưa mà, mới là chưa lạnh đâu. Vui quá. Gia đình tụi mặt vui quá. Mà mặc áo hay cũ. Đồ mới là cắt cả mà. Không phải, bộ đồ nào mặc được á, cái thoải mái phải không, mặc nó mát. Đồ nào mặc được mặc hoài à. Vui quá các bạn, gia đình sum họp. Ba mới lên. Có ba là đầy đủ rồi đó. Ba nhớ kỹ tên gì không? Quên. Chị Trang. Dạ. Chị nghĩ tưởng nhớ chết rồi chứ. Rồi chết lên cái gì không? Đẹp ta.
Rồi biết rồi không? Mà dưới từ lúc nhỏ là cha biết rồi. Dạ là biết mấy đứa này từ nhỏ. Dạ từ nhỏ. Dạ xanh ra thấy tại hai đứa kia nó giống quá rồi. Đúng cho con Mạnh nó dớt giác là chú đỉnh. Cho nó dớt thằng cô chờ lại. Nha cũng mừng thấy cũng lúc mà nhỏ 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 thấy trời con Mạnh này con lấy cái cũng được cô chờ dớt dớt. Nó sẽ càng càng lớn là nó càng thua về tâm. Tôi vô quá rồi nó nhức mình quá. Mình lên nhớ cái đợt mà lên trên mã nó vẫn còn giống ông Mạnh á, nhưng mà sao về lúc sao nó về 4 tuổi đó, 4 tuổi là nó giống em, nó còn nhỏ nó về lúc 4 tuổi nó vẫn còn giống giống ông Mạnh, khi càng lớn tuổi càng lớn trời ơi nó tua giờ ông tâm mình nó hết thuốc nó tua về vậy nó tua dữ cái về trung tâm này mạnh quá mạnh giống như tôi yếu rồi tôi mà tội nghiệp anh lắm nè, hai đứa này nó giống hệt của Liên, nó giống hệt cũ quá, hai đứa này nó giống không hệt mà ảnh gặp ai ảnh thích nói luôn trời giống em lắm ai mà nói giống em ảnh thích lắm lại làm như mà rút ruột á, càng ngày lớn ai gặp ảnh cũng nói giống ảnh không. Không hồi nhỏ ra công nhận là tôi trời giống Mạnh ha, còn hai đứa nhỏ là nó giống tâm ngay từ đầu rồi, ngay từ đầu rồi sanh ra là mình thấy nó giống luôn rồi. Các người chờ tính dứt giác được đẩy cái nguyên có người cũng lội gió nguyên form luôn, nguyên form luôn cười mình chết vô bà quá ý bà cười giống như con Lâm Thi với con Di nè đi ra ông gia đình mình á tội giống gen mình chết gen gen yếu quá gia đình mình á đi ngược bên kia không đi ngược bên kia giống nhau giống rễ không giống nhau giống rễ không giống giống rễ mất giống họ lê luôn á trời thiệt con chị hai là giống hệt anh hai luôn giống dữ luôn con anh ba là cũng giống chị ba mà con anh tư thì giống chị tư mà con hạnh thì giống anh tâm giống anh trơn ngộ thế anh ba còn dớt dát chút đỉnh có thằng Sang nó ý thằng Phúc còn có nét giống không, anh ba có nét giống Sang Phúc còn có nét giống còn Lê Canh Lê Tánh rồi thôi khỏi nhìn số nhà rồi. Bấm ngay vào số nhà nhảy lên luôn có người nhảy luôn nó giống luôn ngoại nó chứ chứ Lê Khánh nó giống nó giống tới ngoại luôn nó giống ngoại luôn thấy không Lê Khánh nó giống à, nó giống tới ngoại giống ngoại luôn cười mẹ vui đó nè mẹ cười qua dạ dạ đừng có quay nó kỳ cục đẹp mà đẹp lắm à. Cứ quay lại nó già rồi đừng quay xấu quá mà cứ già đẹp thấy kiểu già mắc cười mình về không cho hay quýnh quá đánh chết liền đánh chết à quýnh quá nó đánh chết à mà anh đâu có xài máy lạnh đâu chỉ có mùa hè nóng dữ lắm mới xài máy lạnh gió thì nhiều ngủ gió thì nhiều tối rồi tắt nữa tối rồi phải tắt quạt hình như không vô đâu vô rồi vô rồi vô rồi vô rồi vô rồi. Rồi, okay. Rồi. Rồi. Xin chào các bạn. Hả? Xin chào các bạn. Hạnh Lê xin tạm dừng video ở đây. Xin các bạn cho Hạnh Lê một like, nhấn đăng ký nút và chia sẻ nha. Và chờ video sau. Bye.